Xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Ngày hôm nay anh chị em đến cái chỗ xã Bầu Năng giới thiệu cho anh chị xem một cái thửa. Và cái thửa đất đó là nằm tại trên cái trục chính của con đường này nha anh chị. Và tại vị trí này á, anh chị di chuyển đường tỉnh lộ 781 phía trước á, là chỉ có 50m thôi nha. Mình từ ở ngoài đường tỉnh lộ 81 á, mình vô đây chỉ có 50m thôi. Và cái vị trí này là gần với chùa Tổ Thánh luôn nha anh chị. Để em mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Đây nè anh chị, mình cùng xem định vị với em Nhi nha. Đó, ở trên ngay chỗ này là ngay chỗ ngã ba Bầu Năng, ngay chỗ siêu thị Bách Hóa Xanh đó anh chị. Đó, còn ngay chỗ vị trí chấm màu xanh này nè, là vị trí em Nhi đang đứng nha. Đó, gần với cây xăng Thanh Thảo nha anh chị. Vị trí này là anh chị di chuyển lại ngay chỗ chùa Tổ Thánh là sát bên luôn nha. Để em mở gần cho anh chị mình xem nè. Đó, từ cái vị trí chấm xanh này anh chị di chuyển lại chùa Tổ Thánh nè, tầm khoảng một cây số thôi nha anh chị. Đó, tầm khoảng đó thôi nha, chứ không có hơn đâu, rất là gần với chùa Tổ Thánh luôn. Rồi thì cái lô đất em Nhi giới thiệu ngày hôm nay là cái miếng này nha anh chị. Bề ngang nó là 8m, nhưng mà sổ thì chủ đã tách sẵn cho mình là hai sổ, một sổ là 4m nha. Bề dài vô là 30m, có thổ cư là mỗi thửa là 80m2. Và đất của mình thì quay về hướng Tây Nam nha anh chị. Đây, thửa đất này cao ráo bằng phẳng nha. Đường thì mới làm xong luôn anh chị. Đường này sắp tới là sẽ phủ nhựa cho mình nha. Đợi khi mà đặt cống xong rồi họ sẽ phủ nhựa sau. Đường thì mới làm xong luôn. Và đường ở trước đất mình đó là đường 8m nha anh chị. Đó. Hiện tại thì chủ nhà chưa có bán, chưa sử dụng, cho nên là người ta có để nuôi mấy con gà. Buổi sáng chăm sóc đó nè. Đó anh chị, đường nè, ra đường nhựa tỉnh lộ 781 chỉ có 50m thôi ha. Vị trí rất là đẹp luôn. Ở đây là tiện ích xung quanh rất là nhiều anh chị. Di chuyển là chùa Tổ Thánh nè. Chùa Tổ Thánh thì gần đó thì mình di chuyển lại có chợ Hưng Binh, chợ cư trú đồ này kia. Còn ở đây anh chị di chuyển là chợ Bầu Năng cũng được luôn ha. Muốn đi chợ nào cũng có luôn. Và Bách Hóa Xanh đồ này nọ thì cũng có, tiện ích xung quanh rất là nhiều luôn. Rồi giờ em Nhi cho anh chị mình xem sổ nha. Rồi để em quay lại cái, em quay lại cho nó tiện. Thì sổ thì có sẵn nha anh chị, mình công chứng bất kỳ lúc nào là được hết luôn nha. Rồi anh chị mình xem sổ ha. Đầu đất là bằng nhau ha, đất là vuông vức, không có bị méo mó gì hết ha. Đầu 4 đuôi 4 nè. Hậu dài một cạnh 29 mấy, một cạnh 30 mấy này ha. Tại vì nó ăn gian xéo theo đường anh chị. Đó, xã Bầu Năng huyện Minh Châu nha. Tổng diện tích là một lô là 120,2m2, có thổ cư là 80m2. Đó anh chị. Còn lại là đất trong cây lâu năm ha. Nói chung là hai thửa này thì diện tích nó như nhau thôi. Nên chị mình xem nè. Chị thấy được không ta? Nó hơi chói màn hình chút xíu á. Đó anh chị ha, 4 về 29, cạnh 29 mấy, cạnh 29 mấy nè, như 30. Nói chung là đất đủ, không có bị tấp đít gì hết trơn á. Thửa nào cũng thổ cư 80 hết luôn nha anh chị. Đó thì ta sẵn hai thửa như vậy đó, anh chị muốn mua 4m cũng được luôn, hoặc là mua hết cũng được luôn nha anh chị. Tùy theo cái nguồn tài chính của mình đó. Nãy giờ em Nhi quên báo giá cho anh chị mình biết luôn á, là giá anh chủ giao cho em bán là 165 triệu một mét ha. Giá đó em nghĩ là chắc là còn thương lượng lọc thêm á. 165 triệu một mét là anh chủ nói với em là chốt, nhưng mà ăn thua anh chị thôi. Nếu mà anh chị thiện chí với lại mua mình công chứng liền hay là như thế nào đó thì em nghĩ là sẽ đàm phán thêm được để thêm lọc cho anh chị nha. Vị trí rất là đẹp luôn. Sát bên con đường nhựa luôn nè, nó sát lên đường tỉnh lộ 81. Đất rất là sáng sủa luôn ha. Di chuyển đi đâu cũng được. Tại vì vị trí này anh chị lại chùa Tổ Thánh nó có tầm cây số à. Rất là đẹp luôn. Đất của mình là dài múc tới làm sao luôn chị. Dài tới múc cái nhà cắt ngang đó luôn á. Rồi thì quý cô chú anh chị nào mình thích miếng đất này alo liền cho em Nhi hay ha. Nhân tiện cho em Nhi xin đó là một like để ủng hộ kênh của em nha. Và bây giờ thì em xin kết thúc video này, và bây giờ em sẽ đi
giới thiệu thêm những cái video bất động sản mới nhất nữa để cho anh chị mình cập nhật nha. Chúc anh chị xem video một ngày thật là bình yên nha.